Đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn này do La Văn Hải sinh năm 1972 ngụ thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Hải là người trực tiếp qua Campuchia móc nối với các đối tượng người Việt đang sinh sống tại đây để tìm nguồn ma túy. Sau nhiều tháng điều tra theo dõi, tháng 10 năm 2017, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang Hải và đàn em là Nguyễn Thanh Lâm sinh năm 1978 ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh đang có hành vi mua bán ma túy trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy. Cơ quan công an đã thu giữ 10 kg ma túy đá và 20.000 viên thuốc lắc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, công an thu giữ thêm 6.000 viên thuốc lắc và 3 kg ma túy đá. Từ lời khai của Hải, công an bắt khẩn cấp thêm các đối tượng khác là đầu mối tiêu thụ của Hải. Tổng tang vật mà cơ quan công an thu giữ trong chuyên án này là hơn 26.000 viên thuốc lắc, 14 kg ma túy đá và 200 g ketamin. 8 đối tượng liên quan đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.